Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Mình vẫn đang trên cái hành trình tìm cái còn ít băng để làm cái nhiệm vụ nè. Sau một khoảng thời gian tìm thì vẫn chưa có tìm ra. Không biết là buổi khám phá ngày hôm nay thì mình có tìm ra được hay không. Và cạnh đây có một cái ngôi làng. Cái bác đó nhìn giống bác Hậu Ràng vậy ta. Chưa đi hỏi tâm sức khỏe cách. Ê, con này con gì đây? Ê, bậy. Có kiếm á nha. Ủa đâu rồi? Bác kia đây đâu rồi? Nó mất tiêu rồi. Nè nè, nhà bác Hư Ràng hay sao nữa? Rồi luôn, có xác. Táo. Hắc diệm thạch. Ồ. Để bác ấy nè đúng không? Không phải, cái này là chiến binh rồi. Để coi coi bác ấy có đổi đồ xịn không? Biết đâu bất ngờ lỡ bác ấy đổ cho mình đồ xịn thì trúng mánh luôn á. Nhưng mà không sao, nếu bác ấy không đổi thì mình lấy cái này cũng được. Tham lam. Nói chung chung lại có gì mà mang về được thì mình sẽ tranh thủ mình mang về lẻ. À, kim tự tháp này hình như là hôm qua đi ngang rồi nè. Bỏ qua nè. Giờ thì mình phải lượn đi chỗ khác nữa. Tính ra tìm cái con ít băng này cực quá. Mình sợ là trong buổi hôm nay thì mình không tìm được luôn rồi nè. Đây rồi. Đây rồi. Nó đang ngủ trưa. Ơ, và quên nữa. Có một cái điều mình vừa cân bằng lại game là tại vì nhiều bạn đang phiền vì sức mạnh của cái này khiến cho cái này biến mình thành một núp PvP á. Thế nên mình thấy cũng đúng. Và mình đã chỉnh sửa lại. Làm sao cho cái này bắn một hit nó không ngộp nữa, nhưng mà nó vẫn có được những cái hiệu ứng bình thường. Nó tỉnh rồi. Đó, bây giờ mình bắn một cái là không có chết được. Đóng băng mình. Bây giờ bắn một cái nè. Hình như con này nó không xi nhê với phát bắn. Nó đóng băng mình. Đó, bây giờ mình đánh thì nó sẽ bị yếu đi ha. Chúng độc các thứ cơ. Dạ. Nó mạnh quá. Kiếm thì mình cũng cân bằng lại luôn rồi. Đó, mình đánh xong là nó sẽ bị độc rồi wither các thứ ha. Né. Hên quá, nó bắn trúng cục kia rồi. Ui, nó đóng băng mình tiếp à. Ui, nó đứng lên, nó định làm gì mình. Nó đập chí mạng. Không. Né. Né vẫn không được. Chết mất. Bay. Giọt. Quá trời mạnh ơi. Lắc máy luôn rồi. Đáp xuống. Ui. Đừng. Đây rồi. Sức mạnh nó trở lại. Trận chiến này phải dùng tới táo vàng enchant. Con này Mặc dù nó yếu đi rất là nhiều rồi, nhưng mà mình đánh nó cũng không xi nhê lắm. Và một chặt cuối cùng. Yes. Nó đưa ra cho mình một cái được gọi là Ice Crystal. Cái pha lê băng. Phải công nhận là con ít băng này cực kỳ mạnh nha. Không biết là nó được búp sức mạnh hay không, hay là tại kiếm mình yếu nữa. Bình thường thì cái kiếm này đánh thì nó sẽ gây ra hiệu ứng phát sáng. Ủa, đánh thêm cái nữa nó chính chúng thêm đập wither nè. Và thêm một cái nữa thì nó sẽ chết á. Còn cung thì cũng vậy thôi. Để cho cân bằng game lại, mình thấy như vậy thì cũng hợp lý ha. Chứ cầm kiếm gì mà mình quýnh một cái một chết thì con nào mà quýnh lại mình. Như vậy thì nhiệm vụ đề ra trong chuyến khám phá vừa rồi cũng đã xong rồi. Mình sẽ có được một cái vật phẩm tên là Hammer from Fallen. Ào. Mình nghe đồn cái này nó có thể triệu hồi Evoker Fang. À, tức là mình giết mục tiêu xong nó sẽ có một cái tia. Đó. Hay, cái này mình nhảy lên mình đánh nè. Coi nè. Nhảy lên đánh. Nó sẽ có những cái giống như là cái găng của con gì đó, nó cạp gì đó. Đấy, xịn, vũ khí mới. 9,5 dam.
tốc độ đánh cũng tương đối cao nè. Được ở nhà có thêm một loại vũ khí mới rồi. Chiến lợi phẩm mới, ngon lành cành đào. À, và sẵn tiện thì mình sẽ bay qua đây mình khám phá thử một tí luôn. Có một cái con gì ở đây nè. À, ông phù thủy. Chưa Ripper đi ra chỗ khác. Phù thủy băng. Phù thủy băng hả? Phù thủy băng hả? Elno. Quá đất ơi. Con zombie chơi chọi bóng tuyết à. Này chọi bóng tuyết. Chọi bóng tuyết. Chơi mà chơi chọi bóng tuyết. Đúng kiểu đi cà khịa luôn. Hết chuyện nữa thiệt chứ. Rồi mình sẽ bước mấy thứ lặt vặt đi ha. Dùng băng này có vẻ còn nhiều điều mới lạ đây. Mình sẽ tranh thủ mình bay thêm một vài vòng nữa. Nè, lại có thêm một cái con ếch băng nè. Trận chiến vừa rồi mình đang bị kiểu thất thế á. Mình đánh nó mà phải tốn một trái táo vàng cường hóa. Lần này mình sẽ thử lại. Tỉnh dậy đi, tên nhóc kia. Tỉnh dậy đi. Vô, trận chiến giáp lá cà. Né nè. Tuổi gì? Đóng băng ta hả? Ai cho? Đánh giáp lá cà luôn, vô. Lần này là mình chơi giáp lá cà luôn. Ui, nó quýnh bể giáp mình luôn kìa. Nó thổi hơi băng mình không có dùng khiên mình chặn được. Chơi lại quá. Bây giờ còn có Phantom quýnh tiếp nó nữa. Ow. Một cái nữa. Yes. Suýt nữa thì mình cũng đã hy sinh rồi. Phantom bắt đầu nó cà khịa mình rồi. Thôi. Không ổn lắm. Đánh nhau mà bị hội đồng như vậy thì sao mà mình chịu nổi. Một mình nó thì mình làm còn có thể được, chứ hai ba con hồ lại là chết mình á. Rồi và mình có hai cái pha lê băng trong một ngày luôn á. Niềm vui nhân đôi luôn. Không biết trên vùng núi này còn cái công trình nào không để mình đi thử ha. Lên cái núi này. Nếu mà không có là mình quay xe mình về nhà nha. Chuẩn bị cho chuyến khám phá trong ngày hôm nay. À, nó có cái tòa tháp này. Tòa tháp này thường thường thì nó sẽ cho mình một chút đồ á. Đồ là đồ xịn đúng không ạ? Để mình vô mình đá coi được nhiều đồ thì tính tiếp ha. Ê. Tạm gác qua công trình này đi, công trình này không có netherite đâu. Nhưng mà hình như công trình dưới này thì nó sẽ có netherite nè. Kinh nghiệm khám phá của mình thì mình biết được công trình này có netherite đó. Chính xác rồi. Dù mến. Nhưng mà sau khi cân bằng game lại thì mình thấy mình hơi thọt nha. Mình đánh một phát không chết nó nổi. Ôi dồi ôi. Bình tĩnh lại mấy anh ơi. Bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có nó mà. Bình tĩnh lại đi. Tầng trên thì nó chưa có đồ xịn đâu. Tầng trên thì nó vẫn còn những cái đồ thường á. Nhưng mà những tầng dưới thì chắc chắn nó sẽ cho mình đồ xịn. Trong đó có cả netherite luôn. Đây rồi, đường xuống ở đây. Thì ra nó nằm ngay trung tâm luôn. Mình sẽ chơi chắc kèo một xíu. Tuột xuống từ từ. Công trình nguy hiểm nên phải đi kiểu cẩn thận ha. Rồi xuống đây lấy lại xô nước. Ui mà quên mất là mình phải kháng lửa thì mới khám phá được công trình này. Đập. Xong phiền. Ui da. Ui. Lơ. Ôi dồi ôi. Chơi. Oh no. Căng rồi. Mình phải đập hết mấy cái lòng spawn trước cái đó. Lút đồ là chuyện phụ thôi. Ui. Đồ anh bắn trúng em. Đập. Ui da. Đập thôi. Đập. Nè. Bây giờ mình phải chuẩn bị sẵn táo cường hóa nè. Đừng có ép tôi vô đường cùng mà.
Đừng chạy qua đây. Ây dù, mình đã dụ nó thành công rồi. Nó bắn một hồi lắc máy luôn á. Nè The Rit nè, thấy chưa? Trúng bánh, trúng bánh. Lặng lách, lặng lách. Có đồ không? Ôi gương trống, gương trống. Oh no. No. Ai đó cứu với. Qua đây lút đầu tiếp. Ui đường trống luôn hả? Ê chạy 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 chạy. Chạy chạy. Qua đây qua đây. Mình thấy bên đây nó có rương. Bất chấp luôn, đập bất chấp. Ui nó bắn đẩy lùi. Cơ. Sao nhiều nước quá à. Lần trước mình khám phá đâu có nhiều nước đâu. Nè nè đồ rít nữa nè. Ê nè đồ rít đừng đừng. Lâm. Yes. Thành công rồi. Táo vàng. Muốn có đồ xịn thì phải chịu trải qua đắng cay ngọt bùi. Chịu khó đi. Cái giá của việc có đồ xịn là vậy đó. Không phải đơn giản mà có được. Đây đây. Đáp. Kim cương. Phụn netherite. Chạy 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 tiếp chạy tiếp. Chạy chập hai. Ow. No. 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 Thành công rồi. Ăn táo thành công. Còn cái rương nào. Mình tranh thủ lúc mà có hiệu ứng kháng cự từ trái táo xịn thì mình sẽ đi lút đồ nha. Coi bên nào còn rương. À bên kia còn rương cơ. Đúng kiểu là rảnh rỗi xin ông nổi thì thôi kệ làm liều một hôm nữa ha. Lâu rồi chưa làm liều. Ui giời ơi. Mèn, mèn đất ơi. Ao. Vũ nên đồ đít, vũ nên đồ đít, kim cương. Lấm tiếp, lấm sát tiếp. Ao. Xin vĩnh biệt. Không sao, không sao. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Cái giá cho 16 cái vụ netherite này là tính mạng. Mình chấp nhận luôn, chơi lớn rồi. Tầm này sợ gì nữa. Rồi mình sẽ tranh thủ mình ghép nó lại thành 4 cái phôi netherite nha. Chúng mánh liền, lâu lâu vơ được cánh hống netherite là thấy ok con dê rồi đó. À, cất những thứ lặt vặt vô trong lại. Hơi tốn nha, hơi tốn kém táo vàng đó nha. Nhưng không sao. Rồi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm thêm một cái cánh cổng để đi qua một cái thế giới khác nữa. Và cánh cổng này thì nó sẽ cần phải có hoa. Chắc nhiều bạn cũng đoán ra được rồi đúng không? Đó chính là thế giới hoàng hôn ha. Mình sẽ làm ở ngay đây luôn đi. Lấy xẻng ra đào, đào đất nè. Làm ở hướng này. Sau đó đi cắm hoa vô thôi. Mình không biết là những cái hoa khác nó có xài được không. Thôi vẫn trung thành với những hoa bình thường đi ha. Loại hoa này Minecraft thường có nè. Mình sẽ trồng xung quanh. Đấy. Kiếm thêm hoa đỏ, hoa xanh các thứ là gắn vô hết. Đây. Còn thiếu 3 cái bông nữa. 1 2 3. Rồi xong đủ bông rồi nè. Tiếp theo là mình sẽ chế nước vô như thông thường ha. Là xong công đoạn xây rồi. Giờ mình chỉ cần cho vô đó thêm một viên kim cương nữa là sẽ kích hoạt được cánh cổng đó. Hôm nay thì đi khám phá thì chắc mình sẽ cường hóa cái cây kiếm Ultimate mình lên một cái đã. Tại vì lúc mà mình nâng cấp lên mình thấy nó có sức mạnh tiềm tàng á. Nên mình cũng chưa có kịp nâng cấp nữa. Bây giờ thì mới có dịp để nâng cấp nó nè. Mình sẽ ưu tiên ép cho nó dòng sắc bén trước á. Mặc dù nó là kiếm Ultimate đánh ra rất là nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Thế nhưng mà nó sẽ không có nhiều sát thương, chỉ có 8 sát thương thôi. Đó, thế nên mình cần phải ép cho nó sắc bén cấp độ cao cao một xíu. Ờ, trong này thì mình coi coi có sắc bén không. Nè, sắc bén cấp độ 4 luôn nè. Rồi có cái quét cảnh. Bên đây còn cái dòng nào tốt tốt ép vô kiếm không? À, Illusion Band này là sẽ tăng sát thương lên những cái tên cướp làng nè.
Chậm hỏng. Ôi không còn đâu. Đánh bật lùi. Mình cho nó thêm một chút xíu đánh bật lùi đi ha. Rồi. Sơ sơ là vậy đi. Ba quyển sách. Cho vô đây. Yêu Little Pen. Đánh bật lùi. Rồi nâng cấp vô. Sắc bén 4 nè. Yêu Little. Ê, nó không ép vô được cái kiếm hả? Ủa kỳ vậy ta? Kỳ thiệt á. Nó chỉ ép vô được kiếm kim cương thôi. Oh no. Buồn vậy luôn. Trời ơi. Ép vô cái kiếm màu hồng hồng của mình được không? Không được luôn nè. Hình như nó chỉ áp dụng cho cái kiếm kim cương thôi. Oh no. Vậy thì không vui tí nào cả. Thôi lỡ rồi chứ biết sao giờ. Lại thêm một cục Waystone mình sẽ để ở đây. Hôm tiếp. Ở nhà mình có hai cục Waystone chân rồi đó. Thôi chắc bây giờ thì mình sẽ lấy viên kim cương mình kích hoạt cánh cổng lên để chúng ta đi khám phá luôn ha. Ủa trong này mình còn hai phôi nữa. Vậy là mình có tổng cộng là 6 phôi Netherite rồi. Ngon gì ta. Trong tương lai chắc sẽ có thêm nhiều món đồ bằng Netherite mình nâng cấp lên đây. Rồi giờ thì kích hoạt cánh cổng lên thôi. Ừ? Ok. À mình biết rồi. Cái bông này là bông tầm 7 không được. Cái bông đó là bông tầm 7 rồi. Hèn gì mình thấy có gì đó sai sai. Nè nè giờ mới có bông thiệt nè. Bông chuẩn đó nè. Còn thiếu một bông. Đây. Trời ơi cái bông đó nó không phải là bông thường. Giờ thử lại. Để. Bây giờ thử lại thì nó chính xác rồi nè. Nó đã kích hoạt được cánh cổng rồi ha. Và chuyến khám phá này thì mình sẽ đi qua thế giới cánh rừng hoàng hôn. Ở trong đây cũng có khá là nhiều nhiệm vụ nè. Đấy, mỗi cái thì nó sẽ cho mình một cái phần thưởng riêng á. Mình sẽ qua đó và khám phá từ từ. Rồi, giờ thì đi thôi nào. Let's go. Không biết là cho mình xuất hiện ở đâu đây. À, mới vô. Nó cho mình xuất hiện cạnh cái khu rừng bóng tối. Oh my god, man. Qua đây chắc công việc đầu tiên của mình là kiểu như làm cái bản đồ á. Không, cái bản đồ này chính xác. Blank Magic Map. Công thức thì nó vẫn là rất là quen thuộc ha. Tại vì mình cũng có khá kinh nghiệm khám phá ở bên thế giới này rồi. Để coi trong đây thì nó có cập nhật thêm nhiều công trình mới hay không. Và chưa gì hết thì mình đã gặp được một cái ngôi nhà này. Hình như trong nhà này sẽ có thứ mình cần nè. Để mình tìm cái lối vào cái đó. Mình không thấy lối vào. Ở đây, lối vào đây. Chính xác. Đây là những cái con mình cần farm nè. Đấy, nó sẽ rơi ra cái được gọi là Torch Berry ha. Với cái này thì mình sẽ làm được bản đồ ấy. Ngoài ra thì mình cần phải có thêm con quạ nữa. Để mình đi tìm con quạ trong cái cánh rừng này. Mình vừa nghe con nào kêu á. Quạ ơi lên tiếng đi quạ ơi. Hết nghe rồi ta. Nó bắt buộc là mình phải có lông quạ nha. Chứ không dùng được lông chim. Lông con chim á. Mấy con chim này nè nó không có ấy được. Không dùng được. Wow bây giờ ở dưới thế giới hoàng hôn còn có những cái con gì dưới nước nè. Ê. Cứu. Ui nó ăn thịt nha. Ui suýt nữa là mình đi xong là chân mình lạnh toát rồi. Té mới được. Qua đây xíu đi. Ghê thiệt chứ. Ây da, bây giờ phải tìm những con quạ nữa. Đây là những con bồ câu. No. Tôi cần con quạ cơ. Con quạ đen thui thù lùi à. Đây nè. Hình như là nó đây nè. Không phải luôn. Con này là con cú mèo hả? Không phải cú mèo. Ủa phải không ta? Nhưng mà quạ đâu? Thường thường trong cánh rừng này
Rất là nhiều quả nha. Sao hôm nay mình không thấy con quả nào hết nha. Kỳ lạ thiệt. Tới hồi thiệt luôn, bây giờ đi săn quả mà hồi nãy tới giờ mình không thấy một con quả là như thế nào? Nó trốn hết rồi. Mình tìm bình thường vẫn có thể tìm ra những cái công trình boss á, nhưng mà tìm vậy thì nó kiểu nó vô định hướng quá. Kiểu mình tìm theo cảm giác á. Nè nè nè, chưa gì mình đã gặp được một cái chỗ boss này nè. Đây là chỗ boss Naga ha. Để coi coi quyển sách này nó nghĩ gì đây. Ok, bỏ qua đi. Thì như mình đọc xong mình cũng không có rành ấn lịch á, nên thôi. Ủa cái gì? Ủa sao thấy cái đầu nó không nhờ? Bị lỗi rồi. Con gắn không giữ, con gắn không giữ. Bé nào không giữ? Bé nào không giữ? Bé nào không giữ nè? Không giữ. Ui, bé nào hôm nay căng vậy? Bé nào bị choáng rồi? Tại vì khi mình đỡ khiên á, bé nào hút vô là bé nào sẽ bị choáng. Đó đó, kìa kìa, choáng choáng kìa. Lúc này thì mình sẽ chặt bé nào. Rồi, chạy đi bé Na ơi. Chạy đi đâu? Bé Na chạy đi đâu? Bé Na chạy đi đâu? Chạy đâu cho thoát? Chạy đâu cho khỏi nắng? Chạy đi đâu? Một nhát chém nữa. Cuối cùng. Chết chưa? Ui, chúng đọc quy đờ mà. À đây rồi, chết rồi. Tại vì khi mình đánh boss Naga từ thanh kiếm Ultimate sẽ có đọc quy đờ á, và cho mình một cái trophy nè, tổng hợp là 10 cái vảy luôn nha. Wow, cái áo này cộng 7 giáp. Vẫn thua cái áo cho random của mình. Hiện tại thì mình thấy cái áo cho random của mình rất là tốt ha. Mình sẽ vứt mấy thứ lặt vặt ra bớt đi cho nó nhẹ khỏi đồ. Rồi, giờ cái này sẽ ra cái gì? Mystery Egg. Cái trứng này có dùng để làm gì không ta? Mình dùng không được. Thôi giữ lại đi. Mình thử đổi cái trophy vô coi. Ui, mình đổi vô nè, có mình nè. Ghê quá à. Nhìn cái mặt đúng ghê luôn á. Thôi đổi lại cái mặt này nhìn cho đẹp trai. Ok, như vậy thì sơ qua thì mình đã đánh được cái boss đầu tiên rồi nè. Ủa sao nó không mở thành tựu cho mình ta? Ủa, lạ thiệt, mình rõ ràng mình đánh boss xong mà nó không cho mình thành tựu. Cay thế. Bịp rồi. Bị dụ rồi luôn. Bên đây có cường. Mà cái vùng này trống quá, không biết là nó có quả không nữa. Quả thì chưa có tìm thấy, nhưng mà mình thấy được một cái. Cái này thì được gọi là mê cung ha. Giải đố mê cung nè. Vô, đường vào nè. Rồi. Đường vào tim em ôi băng giá. Không, cái này là đường vào mê cung chứ không phải đường vào tim đâu. À đây rồi, cái lồng đây. Mình phải đập cái lồng này, để không thôi nó đẻ ra những con nhện thì rất là nguy hiểm. Có yên, có chỉ. Ui, tính nhầm vô mê cung mình đi một hồi cũng ra. Ra chỗ trung tâm nè. Ui, trong đây rất là nhiều chó dữ nha. Chó dữ nè. Chó dữ nên mình phải sát hại nó thôi. Không thôi là nó cắn mình á. Nó cắn mình không ai cứu được đâu. Có rất là nhiều đơm đớm luôn. Chắc mình bắt ít con đem về nhà quá. Hồi nãy mình gặp trên cây quá trời rồi, nhưng mà mình không có bắt. Giờ gặp lút trong gương được mình lượm luôn ha. Nè, spawner của mấy con chó dữ nè. Chó dữ. Chó dữ nè. Ghê quá, thôi. Test thôi. Khám phá mê cung xong rồi. Nhanh. Cực nhanh luôn. Để mình còn tiếp tục hành trình tìm những con quả của mình cái đó. Lại là thêm một chỗ bé Na nữa nè. Không chơi đâu. Chơi đâu, ta giết xong không cho người ta nhìn cái thành tựu. Chơi gì? Nghỉ chơi đi. Chơi kỳ cục. Rồi. Phút này vẫn không có, không thấy bé Na. Úi gì? Tại bị nhiễm, bị liệu bé Na luôn rồi. Không thấy con quả. Quả ơi, quả ơi. Quả đâu rồi? Quả đâu mất tiêu rồi. Thấy giờ mình thấy luôn cái công trình của
con pháp sư Lich rồi nè. Để mình vô mình chiến với con pháp sư Lich luôn nha. Vì sau khi đánh bại Bena thì mình sẽ tới con boss Lich này á. Con Lich này thì mình sẽ đục cái lâu đài của nó đi vô. Kệ luôn, mình là người chơi hệ tò mò mà, hệ cục súc luôn. Người ta thường thường khám phá đây là sẽ làm cái bản đồ để đi khám phá cho dễ đúng không? Mình tăng độ khó luôn. Chơi không cần bản đồ cho nó chiến á. Đây rồi. Cuối cùng. Đánh với con này thì đòi hỏi sự khéo léo từ mình rất là nhiều ha. Đó, mình đánh nó được một cái rồi kìa. Một cái nữa. À, nó phân thân chi tập. Ui, nổ ghê ơi. Nó nổ hơi bị đau luôn á. Rồi, mình đánh một lần hai quả cầu luôn kìa. Phản đam cực gắt. Yes, tiếp tục thành công. Và bây giờ tới chừng một BK với boss. Nó triệu hồi ra rất là nhiều đàn em luôn. Đi ra đi. Đi ra. Đàn em hả? Đàn em hả? Ừ, nó bắn đàn em nó luôn. Mình sẽ bắn nó. Chơi mà chơi quýnh đàn em. Đại ca chơi như vậy. Đại ca mà chơi như vậy là không được rồi. Để mình làm đại ca cho. Nó chơi nó làm đại ca mà nó quýnh đàn em của nó. Này thì quýnh đàn em. Đánh nhau với con boss này thì hơi khó một xíu ha. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã vượt qua rồi. Và nó lẫn cho mình một cái trophy nè. Một cái gậy luôn. Mình có thể triệu hồi được 9 cái con zombie làm đệ tử á. Ngon liền, ngon liền. Và một số thứ lặt vặt thì mình sẽ vứt bớt đi ha. Cho nó gọn. Rồi, và bên đây thì mình thấy có cái bức tranh. Ui, và để ý kỹ nha. Trong đây nó có một số bức tranh đẹp lắm như đây nè. Bức tranh Pokemon luôn. Nè, bức tranh Pokemon nữa nè. Wow, bức tranh địa ngục nè. Quá trời bức tranh đẹp luôn. Thôi kệ đi, kệ mấy bức tranh đó. Giờ mình đi xuống dưới mình coi nó còn chỗ nào có đồ các thứ mình lục thử ha. Biết đâu lại có đồ giá trị cho mình á. Bên đây nó có luôn một cái công trình gì nè. À, cái cổng vô nè. Cái cửa nè. Vườn ơi mở ra. Ú, cái kỳ cục giấy vô xong bắn người ta trời. Mới vô nó bắn mình một cái rồi. Đây có đường đi tiếp nè. Nhưng mà nó bị che lại ở mắt rồi. Mình khai thông đường xá cái. Ồ, dùm bài chết đuối. Chết đuối hả? Một hit là đi nha cưng. Một hit là đi nha. Cùng anh hơi bị vip. Đập. Không cho nó sản sinh. Ồ, cái này không đập được. Oh no. Vậy thì đi lên. Cho tôi đi lên. Không đi lên được à? Có block không? Không cho đi lên đường đó thì ta lên bằng đường xô nước. Giờ nhiều cách lên mà. Đấy, lên liền. Dạ. Dướng tơ nhện nữa chứ. Sao? Vô. Trong đây sẽ cho mình. Chưa gì là mình thấy con xương là mình bắn nó trước. Để chiếm ưu thế ha. À, lại là làm spawn không thể phá vỡ nè. Mình sẽ tranh thủ mình bắn nó trước ha. Không thôi là nó đẻ ra thêm á. Rồi lướt đâu. Áo vàng. Cái này có sửa chữa mình sẽ lượm luôn. Rồi hết rồi. Eo, công trình này giỡn yêu à. Thôi không khám phá nữa. Giỡn yêu à. Để mình tiếp tục hành trình đi tìm những con boss của mình ha. Ồ, nãy giờ mình đánh được mấy con boss rồi ta? Để mình coi. Bây giờ chắc mình sẽ tới cái con boss bò nấm á. Và theo như mình biết thì boss bò nấm nó sẽ nằm đâu đó trong cái khu vực đầm lầy này. Đó, mình sẽ đi tìm thử luôn. Nè, tìm được luôn nè. Trời ơi, khám phá cần gì bản đồ. Mình chơi không thèm chế bản đồ luôn. Cho nó chiến á.
Bữa nay nói chung thì mình khá là may mắn trong chuyến khám phá ở bên thế giới hoàng hôn này. Hy vọng là... Ui giời ơi. Nữa. Hình như mấy cái... À, cái này là cái rương bảy à. Ui hên thế, nó nổ gì mà không hư. Sao lút tiếp không sao hết. Chú phù hộ em, chú phù hộ em. Ê, tới rồi. Cuối cùng thì mình đã tìm ra chỗ con boss rồi. À, chuẩn bị hút mà. Vô đây. Mình sẽ tranh thủ mình tiêu diệt mấy cái con đệ tử trước ha. Để mình chiến đấu với boss không có bị làm phiền. Rồi vô. Trận chiến với mình và boss. Boss bọn nó. Ui da, hút đầu đấy. Hút cũng đau đấy. Bây giờ nó đang trúng độc kìa. Trúng độc nè cho thành bò đóng băng luôn. Chết luôn. Yes, mình đã có được một cái bát súp nè. Hai bát súp luôn, ba bát súp. Và một cái trophy ha. Ngoài ra thì còn có được một cái rìu từ con boss nữa. Để mình vứt bớt cái lọ thuốc này vô đi. Đấy, cái rìu này tới 10 đam lần đó nha. Sơ sơ qua là nó mạnh gần bằng cái kiếm của mình đó. Và nó còn rất là nhiều đồ trong đây nữa. Để mình vứt bớt mấy cái thứ lặt vặt vô trong quá. Để mình còn loot thêm đồ ấy. Đây, loot thêm đồ. Xác các thứ nè. Đùm đớm. Bơm. Oh no. Đồ trong chỗ boss thì nó không có xịn ha. Nó cãi đi, có nhiều lụm nhiều. Rồi, và công trình thứ ba ở bên đây thì mình cũng đã tìm xong rồi. Giờ thì chắc mình cần phải có một cái chuyến đi về nhà để cất đồ thôi. Chứ đồ đạc như vậy là thấy không có tiếp tục khám phá được rồi đó. Ở nhà mình thì mình có được một cái đây. Một ít cái đây nữa. Mình có cỡ 10 cái thẻ tên nè. Và cái cây gậy Zombie Scepter này, nó sẽ triệu hồi được 9 lần. Thế nên mình sẽ có 9 đàn em đúng không? Mình là đại ca của bọn chúng. Thế nên mình sẽ cho bọn chúng giữ nhà mình ha. Mình sẽ thử triệu hồi bọn chúng ở đây. Đấy. Hơi bị chiến. Mình có đàn em rồi. Mình sẽ đặt tên cho này là tên gì ta? Đàn em của Lộc, mã số là số 1 nha. Em này là em đầu tiên. Rồi xong phân. Em này là có tên này nha. Như vậy thì hình như là sẽ không có biến mất đó. Rồi bây giờ thì tới em thứ hai. Mình sẽ cho gác ở phía trên. Ôi mà không được. Lên trên lỡ buổi trưa không biết đi ra ngoài cháy nắng chết rồi sao. Cho em gác ở khúc này đi. Cái này em này là mã số 2 ha. Mã số 2. Vô. Đấy. Tự nhiên nhà nó lại vui nhà vui cửa rồi. Có đàn em nè. Ê, sao bị cháy hả? Ủa. Ui, hình như cái em này chỉ sống được trong 30 mấy giây thôi hả? Oh no. No. My friend. No. No no no. Xuống lỗ đi. Xuống lỗ đi em. Đàn em của ta. Ta sẽ kéo dài sự sống cho em. Yes. Mình đã cứu được đàn em rồi. Nhưng mà như vậy thì cũng không ổn lắm. Ồn quá à. Nhà anh thì không có thích tiếng ồn nên thôi. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Bây giờ thì tới chừng một trưng bày trophy ha. Mình sẽ gắn trophy ở đây. Nhưng mà trophy của con Naga nó xấu dã man. Con ngang luôn á. Nhìn thấy ghê thiệt. Ghê quá à. Treo lên.
Và nói chung, trong chuyến khám phá ngày hôm nay, mình đã hoàn thành được hai mục tiêu luôn. Thứ nhất là tìm ra cái con ếch băng nè. Rồi thứ hai là mình cũng khám phá sơ sơ bên thế giới cánh rừng hoàng hôn. Và mong rằng trong những chuyến khám phá xa thì mình sẽ tìm được quả để tìm ra những cái công trình boss còn lại nó dễ hơn á. Chứ khám phá kiểu lần mò giống như mình thì nó kiểu hên xui lắm. Mình không muốn như vậy đâu. Rồi và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá may mắn ngày hôm nay ha. Cũng kiếm thêm được một chút Poi Netherite đó nha. Rồi và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp ha. Bye bye.